Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 72 năm lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam với những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trở về thời bình, những cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong thành phố Ninh Bình đã tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất ở địa phương, các cuộc vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Với hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hội đã tặng 127 suất quà trị giá gần 60 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện toàn hội có 15 gia đình và con em làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Công tác giáo dục truyền thống được quan tâm với các hoạt động tổ chức gặp mặt nhân các ngày kỷ niệm, chuyến đi về nguồn, thắp hương tri ân canh hùng liệt sĩ. Trong 6 tháng cuối năm, hội đặt ra những nhiệm vụ cụ thể giúp giải quyết các chế độ còn tồn đọng cho cựu thanh niên xung phong, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhân dịp này, 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng đã nhận được những phần quà ý nghĩa, qua đó động viên họ tiếp tục cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.